Rồi, bài số 3, tiếng Anh lớp 7 Write On, trang 57, phần Project Tab 3 của Unit 3. Bài đầu tiên là cái bài bài 1, Exercise 1 là cái bài nghe nhạc cụ và nối. Thì bây giờ ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 và người ta mở cái nhạc nha. Thì chúng ta coi này, A là đàn phong cầm, accordion, đàn guitar, đàn nguyệt, đàn kìm, rồi đàn đàn gậy cổ dài của Hy Lạp. Bouzouki, fiddle là đàn vĩ cầm. Vậy thì đáp án của chúng ta trong bài này đó là 1B, 2E, 3A, 4D và 5C. Rồi qua bài B, chúng ta nối đất nước với những cái nhạc cụ truyền thống này. Bây giờ ấy, cái đèn đàn đàn phong cầm á, đàn phong cầm là của nước Pháp nha. Rồi đàn guitar là của Tây Ban Nha, đàn nguyệt là của Việt Nam. Đàn bouzouki là của Greece, Hy Lạp và đàn fiddle, đàn vĩ cầm là của Ireland. Rồi ok, cái bài số 2, sưu tập thông tin về một nhạc cụ truyền thống ở đất nước bạn hoặc đất nước khác và theo những cái tiêu đề như là tên là gì, loại gì, mô tả và những dữ liệu khác tạo ra một cái tấm áp phích. Rồi bây giờ ví dụ chúng ta làm đàn nguyệt hay còn gọi là đàn kìm, trial là cái loại string instrument, nhạc cụ dây, mô tả description. Có hai cái dây, two string instrument là một nhạc cụ hai dây, look like a guitar giống như một cái đàn guitar. Dữ liệu khác, are the instrument Vietnamese names đàn nguyệt or moon string instrument nha, tên là đàn nguyệt hoặc là cái tên tiếng Anh là moon string instrument. Rồi qua bài số 4 của chúng ta là gì? Đây bài 2, bài 3, bài 4. Read the statement. Which do you agree with? Bạn đồng ý với cái nào? Which do you disagree with? Bạn không đồng ý với cái nào? Tại sao? Thảo luận với bạn của bạn. Number 1. Listen to music is a waste of time. Nghe nhạc lãng phí thời gian là mình không đồng ý. I don't agree. I disagree. Number 2. Music help people create story without words. Âm nhạc tạo ra các câu chuyện mà không cần lời nói là yes, I agree with number 2. And number 3, music help people express their feeling. Yes, I agree with number 3. Number 4, music can bring people together. Âm nhạc mang mọi người đến gần nhau hơn. Yes, I agree with number 4. And number 5, music is just noise. Âm nhạc rất là ồn ào, chỉ là gây ồn ào thôi. I don't agree with number 5. Okay, I completely disagree that listening to music is a waste of time and that music is just noise. I don't know what I'd do if I didn't have music. I agree. I think that music can bring people together. I mean, that's why people go to concerts. Music definitely help people express their feeling, birth. I can't cry if I hear a sad song, but a dance a song, but a dance song can make me feel energetic and happy. Yes, me too.